là siêu Shophouse. Siêu Shophouse. Đúng rồi. Santa Monica. Santa Monica, một cái tên rất Mỹ đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và chị vừa chia sẻ đó chính là những sản phẩm này sẽ được chúng ta sẽ được trải nghiệm ngay trong năm 2021. Có thể thấy được tiềm năng cũng như là cơ hội để chúng ta trải nghiệm trực tiếp một. Khách hàng sẽ không phải lo sợ. Khách hàng sẽ được cảm nhận một cái cảm xúc hoàn toàn thực tế ở tại dự án ngay. Wow. Tức là người thật, việc thật. Và đây cũng là một trong những tiêu chí rất quan trọng khi chúng ta đến với bất động sản. Đó chính là uy tín. Thế thì chúng ta đã nói về các đặc điểm, các sản phẩm, các cái đặc điểm rất thú vị của Santa Monica. Thế thì vị trí của siêu phẩm này ở vị trí nào thưa chị? Phải nói Santa Monica sở hữu cái vị trí, phải nói là trung tâm của trung tâm. Trung tâm của trung tâm, vâng. Và hiện tại dự án, vị trí của Shophouse này thì nằm ở giữa, giữa của đại dự án Nova World và nằm trên trục đường chính là Long Quân, đối diện mặt biển, và bên cạnh đấy chính là đại lộ Danh Vọng, rộng 44 mét. Phải nói là đây là một cái siêu sản phẩm Shophouse và đang được rất nhiều khách hàng quan tâm cũng như là trên thị trường, và đặc biệt là hiện tại bây giờ ngay tại thời điểm này thì mình cũng đã có những cái booking của khách hàng đã đặt ở tại đây rồi. Và trong những ngày vừa qua, trước khi mà chủ đầu tư đưa ra sản phẩm này thì là anh em tất cả khách hàng cũng đang rất là quan tâm và chờ đón cái sản phẩm này. Vâng, có thể nói vị trí trung tâm của trung tâm mà sản phẩm lại còn là siêu Shophouse. Thế thì cảm giác như chị đang so sánh sản phẩm này như là Times Square của New York vậy.